gia công đồng rũa liền món liền cộng liền hay là có đây quay cho số điện thoại này cô, tôi mua số tốt đồng ở tầng trên Tây Giang á, trồng cái chợ ông Tây Giang còn thánh lên sao tại cũng cũng như vậy là cái hương này lấy cho hương luôn này hoặc là lấy là không còn chắc nữa này không chỉ còn đai sẽ đai xuống đây này để nó thiệt cho thiệt không nó biến mà biến chắc luôn này ba bùi cái gì này không chiến bảy hương này chiến bảy một này đây nói hai cái thằng xăm con cam thì cái cũng cứ hết căng á không nó bị lũ thối để biết gì nó mổ đau cái đây 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 ngủ này bảy chui thôi thôi chứ đau có bóp tại vì cũng đây thì không còn gì nữa hết không còn cái giò của họ cũng do của họ như thế cả ra đoạn cái nhìn đúng như vậy nè cũng có mô cũng do rồi khó được là nước mềm bột mới được chị nè nó phải tươi thế này mới mua nè lửa tươi gì cho em nè tươi hết nó thường đau tươi là tươi không cái nến đau nó giờ hả đủ bẹt cái đơn đủ không mua coi má mua nè cô à cái thiệt ở cái nên nên mua anh mua thôi chả biết đấy để nó thiệt cái gì món dây là chị lựa cái tươi cho em xí không thì đó thì lựa thì đó ta chỉ có được nãy rồi còn em bây giờ cắt rồi, cũng thăm giả của họ lên. Đây là tôi bảo vô con sạp. Từ chỗ sao mà lên? Từ chỗ sao mà lên? Làm cái tiền ngâm mới được, xét rồi nó nóc mép đi. Cũng xét. Ngâm biết không biết. Rồi ăn món này rồi cắn cái này để lại này. Có thể biết ngay để cho đủ lợn. Thấy nó đẹp nhất ở đây là đồng đẹp qua rồi ở đây đẹp qua không này vì đau nó món được tiền đâu thì to đau bố bố cũng đau lắm to bố cũng lại đây con này bố cũng hồng khó nghe mà thóng bốn thóng gì đó món hết món trong ngày đâu cho nên là cái hồng đây là cầu đạn mà cầu đạn bố cũng đau bố cũng đau tôi lại hết á dâm cho nên là mình mua cái nào biết chứ đó bây giờ thằng nó kêu chụp lục qua đó lào nam à đấy là lào nam à tháng mà nó hơi thì anh dành lên cho một giò em nè anh có đi bót cho mấy anh đi chơi mà nó không có tiền không có tài khỏ đâu nhỏ thì cái chứ mới bây giờ anh dạ. Em vẫn đỏ hơi hơi tháo tháo là em dành cho một giò em cho người thân của em bắt đầu ở đây mình bán làm cô ở đây có dạ mà cũng thương dạ mà dạ cũng may dạ mà đến cả lâu của nó đây này cô như bỏ này ra là bao nhiêu thấy thấy cái này là bao nhiêu là căn lẻ của cô đây là bảy lạng sáu bảy trăm sáu là bao nhiêu cô bảy tám sáu bảy tám sáu là ba triệu không trăm bốn chục ngàn ba triệu không trăm bốn không nói này là nằm đúng rồi nó là nằm nằm là những một lần có một đèn đen nó thôi cái đó là nó gà nè. Biết lửa lao đao rồi. Đây là hoa chị không đem món chụp lửa lửa thứ bỏ rồi. Là lấy này. Lấy đi một bình đầu tiên bởi sao là lên mua cho hết cái bỏ lấy cái chiếc đi. Mình phải mua chấp nhận cái này thôi chứ tiếp sao. Để hồi chờ mà lấy không được. Lên đáng mà sạch ngọt. Hộp món lộn bán mấy cục. Sao cô có hộp với lại giấm từ ở đây vô đi trồng? Thì trồng anh trồng thử thôi chứ còn lấy tiền muốn trồng thí điểm nữa. Nó lọt cái cây như anh lấy thí điểm lấy cái cây nữa đó anh về trồng đi. Đó có cây trồng mấy cây đó. Cái vậy trồng thí quần đó mà. Thì cái nó mới mua hồi tối. Chết rồi. Không, phải lên một cây con. Cây con ở vùng tôi họ trồng rồi chứ không phải cái điểm cái tây dương là vùng nước là trồng rồi đó sao họ trồng gì đó rồi đấy tôi trồng nhưng sao tổng đó thì tôi lên đây là tôi gọi điện thoại lên cho cô này là cô chuẩn bị cái con cho tôi bao nhiêu ví dụ tôi cần mua mấy chục cây á là lọ mấy năm tuổi được cô nói rõ ràng nghe chưa mua lại của họ đạt vậy số điện thoại của tây dương ấy sao là tôi điện cô bán qua tháng tư là họ đang tới đây họ bán rất là nhiều em có đây rồi nhưng mà đi là đầu năm mới đầu cái con đúng không tháng tám trồng không cô không tháng tư thôi hè không bỏ tháng tư là không bán rồi lây bên đây là màu đây là tháng sáu đấy sáu chứ sáu tháng tám thì đồng được cái gì đưa vào cái là bao nhiêu cái này tuổi mà cũng phụ thuộc cây à đúng cái đó là tùy nhưng mà cô đừng có bắt cây giả rồi được cô bán nhiều cây thiệt là được rồi bỏ tay thấp là chết thôi chị trồng con đong da mà con cũng dân thôi con đang bán lại nhưng mà vô đây là có kiểm định có tên chi nữa
cô thầy theo dõi cô này. Lấy rồi, cảm ơn cô. Cô lưu số rồi chưa? Đấy, con à? Sao có lưu được? Đây,